Về làm đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Bán mấy một gói này đấy. 2.000. 5.000. Bán 2.000 gói mua thôi. Mua cái vỏ đấy mất 1.000 rồi, bán 2.000. Này đóng muối, ban muối. Thế thôi chứ. Đúng không? Người đẹp đóng muối kìa. Cười phát à? Cho lên chương trình truyền hình mà lại không cười à? Như này không được triệu like rồi. Nhìn cái mặt xấu xí kia không được triệu like. Cười phát à? Úi giời lại còn nhếch mép nữa. Khán giả bình luận bên dưới nhá, nhếch mép lên là tắt rồi phát. Đúng rồi, đâu đâu, để quay nào. Dơ lên để. Dơ như này. Dơ vào mặt này. Đây gọi là người đẹp đồng. Chả nhé trong một năm học kiến thức lèn mà không có ý tưởng kinh doanh gì à. Đấy, đây là ý tưởng kinh doanh của Quyết. Bậc thầy của ý tưởng. Mẹ im, con đang kiếm video triệu like này. Đấy, triệu like là có 20 triệu rồi. Hy vọng là được triệu like, triệu like. Đêm nay đi quay nhỉ, vừa đi bán vừa quay nữa nhỉ. Các bạn nhớ comment và subscribe để lấy những ý tưởng mới nhá. Triệu like. Quay mẹ xinh. Cái mẹ mày sinh gái đi có triệu like, triệu like. Tối nay đi bán nhỉ. Yeah. Cung hỉ phát tài, triệu like. Vợ cầm như này. Vợ cầm hoặc cầm nhà. Cầm nhà này dơ vào mặt vợ nhà. Thương hiệu vạn chữ nhí à. Quy trình đóng muối. Cung hỷ phát tài. Lộc đầy may mắn. Vợ đứng lên, vợ cắp cái rổ ra nào. Vợ cắp rổ đi, chồng quay. Lấy cảnh để tí làm thumbnail. Quay đi. Đi nữa. Đấy, thấy con vợ ác không? Quát cho như là quát gì. Đi làm ở mình thì không ai quát. Về tới nhà nào thì mẹ quát, vợ quát. Lười vãi ra. Họ bảo những thằng lười là những thằng gây ra nhiều sự chú ý. Khép vào. Ngồi vô ý bỏ sừ lên. Từ từ nào mẹ, 7 phút nữa con đi cầm cơm cho. 5 giờ rồi. Đang kiếm triệu like. Ô qua hết lượt rồi, mỗi nhà 10.000. Cung hỉ phát tài. Mua muối đầu năm vạn sự như ý. Nhật cầm hai cái giơ hai tay lên để bố quay. Thanh niên bán muối, đây là thanh niên bán muối. Đấy, nhìn vào đây phát là cười chào khán giả nào. Thanh niên bán muối kia. Đấy, nhìn thấy mặt bữa. Đang ngửi muối thơm.
Thôi, trồng vào trồng ắp luôn.